Vâng, xin chào anh chị các bạn. Tiếp tục bài học tiếp theo trong series video về King of Sale và Phan Anh. Bài tiếp theo tôi sẽ nói về việc chúng ta phải nghiên cứu sản phẩm. Vâng, tại sao sale phải nghiên cứu về sản phẩm? Bởi vì một người sale sẽ trở nên xuất sắc, sẽ bán được nhiều hàng hơn nếu như người ta phải hiểu về sản phẩm của chính người ta bán. Nếu là đồ ăn, tôi giả sử như thế, thì chúng ta phải ăn rồi chúng ta mới biết nó ngon như thế nào để chúng ta mô tả cho khách hàng, đúng không ạ? Nếu như là dịch vụ thì chúng ta phải nằm đó, chúng ta phải ngồi đó, chúng ta trở thành khách hàng. Nếu như là một dịch vụ tư vấn thì chúng ta phải lắng nghe người khác tư vấn cho chúng ta. Ý tôi là như thế. Nếu như đó là một cái sản phẩm mà chúng ta có thể trải nghiệm được thì chúng ta phải trực tiếp trải nghiệm. Đó là điều quan trọng. Và bài này tôi sẽ nói chúng ta là phải nghiên cứu và trải nghiệm sản phẩm. Thế thì chúng ta sẽ nghiên cứu và trải nghiệm sản phẩm của chính chúng ta đang bán là để làm gì, đúng không ạ? Để chúng ta thấu hiểu, để chúng ta biết tường tận, biết rõ về mọi thứ về sản phẩm, dịch vụ, chính sách của chúng ta. Các bạn đừng hiểu là nghiên cứu về sản phẩm ở đây là chỉ có nói về cái sản phẩm. Ví dụ bạn bán iPhone, bạn không chỉ nói về iPhone, có đúng không ạ? Bạn nói về những người khác dùng iPhone như thế nào, bạn nói về chính sách bảo hành, bạn nói về chính sách giá, chương trình khuyến mại, tức là mọi thứ bạn phải biết đó. Thế thì tôi muốn nói là gì? Giá bán là bao nhiêu, giá bán của bạn cao hơn của đối thủ hay không cao hơn của đối thủ, bạn phải biết. Dịch vụ của bạn là những dịch vụ gì, có bao nhiêu cái dịch vụ hiện nay đang áp dụng cho chương trình của mình như thế nào, chính sách bán hàng ra sao, có đúng không ạ? Phần trăm, tỷ lệ đổi trả hàng hoàn, vân vân vân, chúng ta phải biết, được chưa ạ? Cách đóng gói, bao bì, tại sao lại đóng gói như thế, tại sao lại bao bì như thế. Thí dụ như tôi làm giám đốc kinh doanh trong một tập đoàn giáo dục, chúng tôi bán một cái khóa học tiếng Anh với một cái thời lượng là 90 giờ học, đúng không ạ? Thế thì phụ huynh sẽ hỏi là tại sao lại là 90 giờ học mà không phải là 40 giờ, không phải là 60 giờ, không phải là 20 giờ. Thế thì mình phải giải thích được là tại sao nó là 90 giờ. Đấy, thí dụ như là hiện nay ở trên thế giới, ở Anh Quốc chẳng hạn hay ở Mỹ chẳng hạn, đúng không ạ? Các cái tổ chức về ngôn ngữ như là IELTS hoặc là những cái đơn vị mà người ta tổ chức những cái chuẩn thi, đúng không ạ? Họ đưa ra khuyến cáo là gì? Ví dụ bạn học theo một cái chương trình chuẩn luyện thi IELTS chẳng hạn, thì với 180 giờ chuẩn các bạn luyện thì các bạn có thể lên được 0,5 điểm, một cái điểm IELTS hoặc là TOEFL hoặc là cái gì đó. Tất nhiên đấy là về mặt lý thuyết, chứ còn có thể là sẽ với một cái khoảng thời gian đó bạn có thể được hơn, hoặc thậm chí bạn không có cái gì cả. Nhưng tôi lấy cái ví dụ đấy, tôi chỉ muốn giải thích rằng là bạn phải trả lời được cho câu hỏi tại sao là 90 giờ, đúng không ạ? Cách bạn đóng gói sản phẩm như vậy, tại sao nó như thế này, tại sao nó như thế khác, tất cả những câu hỏi như vậy chúng ta phải biết về sản phẩm và dịch vụ, đúng không ạ? Chúng ta phải liệt kê ra các lý do để khách hàng có thể mua hàng và sản phẩm của chúng ta. Có bao nhiêu lý do khiến cho khách hàng mua hàng, các bạn có biết không ạ? Chúng ta phải trả lời cho câu hỏi như vậy bao nhiêu. Bạn liệt kê càng nhiều lý do càng tốt. Nếu mà ít lý do thì chứng tỏ là bạn chưa nắm được nhu cầu của họ. Hãy liệt kê ra những lý do khiến khách hàng mua hàng. Đấy, từ động lực, từ những cái giá trị ẩn chứa bên trong mà như tôi đã phân tích trong cái bài trước, được chưa ạ? Thế rồi chúng ta cũng phải biết để mà đề xuất cải tiến, đổi mới về sản phẩm, về dịch vụ của sản phẩm mà chúng ta đang bán, đúng không ạ? Một người sale giỏi thì phải thấy rằng là khi mà cái sản phẩm của bạn đang làm như này thấy rất là khó bán, thí dụ đóng gói 90 giờ to quá, thì thử đặt câu hỏi là 72 giờ có được không? 60 giờ có được không? Học phí đang cao quá, đúng không ạ? Có giảm được không? Có khuyến mại được không? Thế rồi phụ huynh, khách hàng người ta nói cho mình về sản phẩm, người ta nói là thấy cái này anh dùng nó khó lắp, khó vào quá. Đấy thì mình phải lắng nghe để mình còn đề xuất, mình cải tiến, có đúng không ạ? Thì ngoài cái chuyện là chúng ta đã có sản phẩm rồi thì chúng ta luôn luôn phải lắng nghe cái nhu cầu của khách hàng để chúng ta cải tiến cho cái sản phẩm tốt hơn. Chúng ta đưa ra các chính sách bán hàng tốt hơn. Thí dụ như là khách hàng bảo là anh rất là thích mua sản phẩm này của em nhưng mà nhà anh xa, không thể đến được thì làm nào? Thế thì mình quay video online đưa cho họ. Ví dụ như tôi bán khóa học, đúng không ạ? Các bạn không thể có cơ hội gặp tôi quay video như thế này, tôi bán cho các bạn.
Đấy là giải pháp. Thế rồi bạn có thể ship hàng, bạn có thể thanh toán COD vân vân, tức là mình liên tục đổi mới ra những cái chính sách bán hàng để phù hợp với nhu cầu khách hàng. Được chưa ạ? Bạn cũng phải giả diện, bạn là người làm sale thì tôi muốn nhấn mạnh rằng là bạn phải trực tiếp là người trải nghiệm sản phẩm, đúng không ạ? Bạn phải tham gia vào quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Tôi lấy thí dụ, nếu mà bạn làm spa, đúng không ạ? Thì bạn là một nhân viên spa, bạn là một nhân viên bán hàng cho spa, thì bạn phải được thưởng thức tất cả những cái dịch vụ đó rồi. Bạn phải trải nghiệm để bạn còn hiểu cái cảm giác, hiểu cái quy trình thì bạn mới tư vấn được cho khách hàng. Đấy, thậm chí những cái chủ spa phải rất đẹp hoặc là phải thuê những người rất đẹp, chứ còn xấu khách hàng họ không tin. Bởi vì bạn là chủ spa mà bạn xấu thì còn ai tin bạn nữa, đúng không ạ? Ý tôi là thế. Tôi lại quay lại với một cái ví dụ là về tiếng Anh, đúng không ạ? Thì tôi bán tiếng Anh thôi, tôi là giám đốc kinh doanh, tôi chỉ bán thôi, tôi không cần trải nghiệm sản phẩm cái gì cả, đúng không ạ? Tôi vẫn bán được. Nhưng không, đấy không phải là tư duy của một người thành công. Một người sẽ trở thành king of sale. Bạn phải tham gia vào gì ạ? Quá trình tư vấn, bạn phải tham gia vào quá trình phục vụ, bạn phải tham gia vào quá trình làm việc với giáo viên người nước ngoài, bạn phải tham gia vào quá trình khai giảng, bạn phải tham gia vào quá trình bế giảng. Có thể một lần, hai lần thôi, còn những lần sau bạn có thể không cần tham gia, không sao. Nhưng bạn phải biết từng ly từng tí như vậy thì bạn mới tưởng tượng ra được. Rồi bạn phải biết là cái các phòng ban khác họ phục vụ khách hàng như thế nào, để chúng ta nắm được và chúng ta tư vấn, chứ không chúng ta nói sai ngay đấy ạ, đúng không? Rồi, thì chúng ta luôn luôn đặt câu hỏi là chúng ta bán giải pháp hay chỉ là bán sản phẩm? Chúng ta bán lợi ích hay chỉ là bán tính năng? Chúng ta luôn luôn phải nhớ những điều đó, được chưa ạ? Và đặc biệt, khi mà nghiên cứu và trải nghiệm về sản phẩm và dịch vụ của công ty chúng ta, thì bạn cần phải xác định được USP. Và USP không phải là cái máy, cái ổ cứng để cóp dữ liệu đâu. Và USP này là gì ạ? Unique Selling Points, đúng không ạ? Và nó viết tắt của chữ Unique Selling Point, tức là những điểm bán hàng độc đáo, những cái gạch đầu dòng mà để giúp khách hàng nhận ra rằng chúng ta sẽ bán được hàng. Đó, ý tôi muốn nói là gì ạ? Những cái lời luận điểm, những cái quan điểm và những cái gạch đầu dòng để thuyết phục được khách hàng rằng là sản phẩm của tôi độc đáo hơn của đối thủ. Người ta gọi nó là Unique Selling Point. Thế thì mình phải nghiên cứu để mình đưa ra được cái Unique Selling Point đó. Từ quy trình, từ cách thức, từ nội dung, từ slide, từ mọi thứ chúng ta bán cho một cái sản phẩm như vậy. Từ cơ sở vật chất, từ tính năng, từ bao bì, đúng không ạ? Từ chương trình đổi trả, vân 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 vân. Tất cả những thứ đấy chúng ta đều phải gạch đầu dòng ra và chúng ta biến nó thành một chính sách bán hàng mà có Unique Selling Point rất mạnh mẽ. Mọi người nhá, hết sức lưu ý, trong bài học này thì tôi muốn nhấn mạnh vào việc là, một là các bạn phải tham gia vào trải nghiệm sản phẩm và hiểu biết từng ly từng tí về việc đó, không được học hỏi hay là những cái cách rất là đơn giản mơ hồ về sản phẩm, được chưa? Ví dụ như là bạn bán giày dép, hôm nay tôi vừa đào tạo cho nhân viên công ty tôi bán giày dép, thì các bạn ấy hỏi là em không hiểu tại sao có nhiều dòng như thế, em không hiểu các chất liệu, em không hiểu kích thước sai số, thì đúng là không thể bán được hàng. Đấy, thì lúc đó tôi phải giải thích là các dòng là như thế nào, đúng không? Các chất liệu là như nào, nó làm từ những chất liệu gì, cái gì tạo lên cái chất lượng của sản phẩm, tại sao đắt, tại sao rẻ, sai số như thế nào, sai Anh như nào, sai Mỹ như thế nào, đúng không ạ, sai Việt Nam như thế nào, cứ phải hướng dẫn hết. Thì đó chính là chúng ta phải nghiên cứu về sản phẩm của chúng ta, rồi các chính sách bán hàng, chính sách đổi trả, vân 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 vân. Đấy, và trực tiếp cái ý thứ hai mà tôi muốn nói các bạn là các bạn phải xác định được USP, đúng không ạ, Unique Selling Point, tức là cái điểm khác biệt khi bán hàng của mình là gì. Nếu mình chưa thấy khác biệt, mình phải tạo ra nó, mình phải cải tiến nó, được chưa ạ? Vâng, thế thì cái bài học là nghiên cứu và trải nghiệm về sản phẩm và dịch vụ, một cái bài học tôi xin phép kết thúc ở đây. Và tôi rất mong là các anh chị sẽ viết ra giấy của mình, là xem là mình có cái gì USP và mình đã trải nghiệm sản phẩm chưa, mình đã trải nghiệm những cái gì rồi và còn thiếu cái gì nữa thì hãy làm đi. Hãy suy nghĩ như một khách hàng đang sử dụng cái dịch vụ đó để đặt ra các câu hỏi, và sau đó chúng ta trả lời, chúng ta sẽ làm một cái bước tiến để trở thành một king of sale và một best seller. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.